Baby bus. Chừng chúng mới khổng lồ làm sao? Qua qua, bạn có biết đây là loài khủng long gì không? Tớ nghĩ đây là khủng long cổ dài. Ha ha, qua qua đoán có đúng không? Cùng kiểm tra nào. Góc học tập. Máy tính bảng thông minh, kích hoạt. Cùng kiểm tra xem đây là gì nhé. Cái cổ dài, thân hình khổng lồ như ngọn núi, chân trước rất khỏe, chân sau rất khỏe. Khủng long cổ dài. Khủng long cổ dài đã tồn tại cách đây 150 triệu năm. Trong suốt kỷ Jura, nó là loài khủng long ăn cỏ khổng lồ. Khổng lồ không? Khổng lồ như thế nào? Khủng long cổ dài có chiều dài 25 mét và cao 15 mét. 15 mét, thế có cao không? Bạn có biết với chiều cao 15 mét, khủng long cổ dài cao bằng cái gì không? A. Một người. B. Một chiếc xe buýt. C. Một tòa nhà 4 tầng. Đúng rồi, bạn đúng rồi. Hãy so sánh xem khủng long cổ dài cao như thế nào. Đây là khủng long cổ dài. Đây là tòa nhà 4 tầng. Đây là chiếc xe buýt. Đây là một người. Wow, khủng long cổ dài rất cao. Như bạn thấy đó, khủng long cổ dài như một ngọn núi khi đứng cạnh con người. Nó có thể vươn cổ để ăn lá trên cây một cách dễ dàng. Bạn có biết khủng long cổ dài nuốt chửng thức ăn mà không cần nhai? Hãy nhai thức ăn trước khi nuốt. Liệu khủng long cổ dài có bị đau bụng khi nuốt chửng thức ăn không? Nhưng đừng lo, cấu tạo cơ thể của nó khác với con người. Nó có thể ăn đá để giúp tiêu hóa thức ăn. Đá? Chính xác, hãy cùng xem nó tiêu hóa thức ăn thế nào nhé. Góc tương tác. Thả những viên đá vào để giúp khủng long cổ dài nghiền nát lá trong dạ dày. Đá mà khủng long cổ dài nuốt vào được gọi là đá dạ dày. Chúng có thể giúp nghiền nát và tiêu hóa thức ăn. Khủng long đã tiêu hóa thức ăn rồi, cảm ơn bạn. Qua qua, bạn học được gì qua phần này? Ồ, khủng long cổ dài rất cao. Nó có chiếc cổ dài. Nó có thể ăn đá để giúp tiêu hóa thức ăn. Bạn nói đúng, cùng tiếp tục nào. Hãy sửa mô hình khủng long. Quạc, quạc, quạc. Các bạn nhỏ ơi, các bạn đã hiểu chưa? Góc luyện tập. Hãy xem khủng long cổ dài đang trốn ở đâu nhé. Khủng long cổ dài. Khủng long cổ dài. Khủng long cổ dài. Khủng long cổ dài thích ăn gì? Bạn đúng rồi, khủng long cổ dài thích ăn cỏ. Khủng long cổ dài có cái mào trên đầu.
khụp lông cổ dài có tấm lưng cong. Khủng long cổ dài có chừng trước rất khỏe. Bạn đã hoàn thành khóa học, làm rất tốt. Xin chào, chúng mình là đội cứu hộ của gấu trúc nhỏ. Bạn cần giúp gì không? À, thật đáng sợ, chúng mình không trèo lên được. Làm ơn giúp chúng mình với. Đừng sợ, chúng mình có thể dùng xe túc túc để kéo bạn lên. Trước tiên, hãy thắt dây an toàn cho thằng lằn lưới hái. Cảm ơn, vách đá thật khủng khiếp. Hãy để Miu Miu khám cho bạn xem có bị thương ở đâu không nhé. Được chứ. Đồng hồ phép thuật kích hoạt thiết bị khám. Kết quả cho thấy thằng lằn lưới hái yếu và thiếu dinh dưỡng. Khi chụp móng vuốt, chúng tôi thấy những vết thương nghiêm trọng. Chúng ta cần tìm các mảnh móng vuốt trước khi sửa chúng. Các mảnh móng vuốt của bạn đang ở đâu? Chúng mình đang đánh nhau trong bụi rậm vì vô tình rơi xuống vách đá. Chắc hẳn chúng ta đã đánh rơi những mảnh móng vuốt của mình trong bụi cây khi đánh nhau. Ôi không, trong bụi rậm nhiều cỏ quá khiến việc tìm những mảnh vỡ trở nên rất khó khăn. Đừng lo lắng, tôi có thể biến thành thằng lằn lưới hái máy để tìm kiếm các mảnh vỡ bằng những móng vuốt sắc nhọn. Đồng hồ phép thuật kích hoạt thiết bị biến hình. Đội trưởng Kiki siêu biến hình. Các mảnh vỡ lẫn trong cỏ, kéo những móng vuốt sắc nhọn để cắt qua cỏ và tìm các mảnh vỡ. Con nhện to quá. Hãy dẹp bỏ mạng nhện. Sửa chữa những chiếc móng cho thằng lằn lưới hái nào. Chúng mình vẫn còn hơi đói, cậu có thể cho chúng mình ăn không? Được chứ. Thằng lằn lưới hái là loài khủng long ăn cỏ, thích ăn thực vật và trái cây. Ừ.
Những anh hùng nhỏ của đội cứu hộ ơi, cảm ơn sự giúp đỡ của các bạn.